Hello cả nhà, em xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì em Mí lên video khá là trễ cả nhà. Đầu video thì em Mí sẽ có một cái cây này chia sẻ cho cả nhà. Ủa em có cái cây gì đẹp lắm đâu cả nhà. Đây, em có một cái hướng tím này chia sẻ cho cả nhà nè. Cây này thì nó không có tên và anh chị mình hay vẫn thường xuyên gọi nó là tím nonem. Và anh chị mình lưu ý kỹ giùm em về cái cây tím nonem này thì theo em thấy có một số anh chị là nói chung là cây nguồn ở đâu cả nhà mua thì em không biết, nhưng mà cả nhà em sẽ nêu ra một số quan điểm để cho cả nhà mình nhận xét. Cái cây tím nonem nè cả nhà. Đó, cả nhà có thể để ý. Cái lá nó sẽ màu tím tím như thế này nè, một khi lên nha cả nhà. Đó, cả nhà để ý kỹ giùm em. Và nói chung là thân lá cả nhà trồng đạt ơi là đạt thì thân lá nó sẽ rất là mướt, và đặc biệt cây nở xanh đậm. Cái hướng này thì em sell cho cả nhà là 750.000 hướng tím nonem này. Thật sự, nếu mà thật sự luôn em khuyên luôn, anh chị nào mà thích chơi cái dòng tím á thì anh chị mình có thể chơi cây này nha cả nhà. Nó rất là đẹp luôn và nó rất là tuyệt vời. Nó đẹp thực sự luôn cả nhà. 750.000 cho hướng tím nonem này. Em mời cả nhà mình cùng lên đơn nha. Đó, em sale luôn cho cả nhà mình cùng chơi đó. Thật ra là hôm bữa em có tầm tất cả là nguyên zin hết cả nhà. Nhìn nó có một cùi nhưng mà cái cùi nó vẫn còn nguyên zin. Nói chung là nó trọn vẹn lắm, tuy là nó mất một lá. Còn nếu như mà nó đầy đủ lá thì cái hướng này thì em sẽ bán tầm hơn 1 triệu đó cả nhà. Rồi tiếp theo em sẽ có một cái cây này chia sẻ cho cả nhà. Bây giờ em sẽ có một cây hát tướng vàng tuyền. Nói chung cái cây hát tướng này là một cái cây hát tướng màu vàng tuyền. Giá trị thẩm mỹ của nó rất là cao và cái độ sắc nét của nó rất là đẹp luôn. Cây này thì nó cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc. Cây này thì em chỉ có đúng một hướng chia sẻ cho cả nhà, và đã từ rất là lâu rồi em không có hướng thứ hai luôn á, chia sẻ thực sự với cả nhà luôn. Là em chỉ có một hướng này thôi, em chia sẻ cho cả nhà mình cùng sưu tầm. Thì cây này em chia sẻ với cả nhà là tầm hơn 1 triệu. Anh chị mình có thể inbox em sẽ báo giá, bởi vì cái cây này rất là nhiều anh chị bán trên thị trường và rất là nhiều anh chị đã lấy hàng từ nhà em, cho nên là cây này em xin phép em giữ kín giá. Nếu mà anh chị mình có quan tâm, anh chị mình muốn tầm cái cây này về chơi thì anh chị mình có thể inbox em sẽ báo giá, và em báo giá nó dao động là trên 1 triệu nha cả nhà. Trên 1 triệu rưỡi. Đó, cây này thì em chia sẻ cho cả nhà mặt bông rất là đẹp, và đặc biệt gu anh chị nào mà thích những cây xuyên bông thì có thể chơi cây này. Cây này là hát tướng vàng tuyền, một cái cây hát tướng màu vàng. Nói chung là có tên tuổi rất là đình đám trong dòng hát tướng, cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc, rẻ nè cả nhà. Đó, mời cả nhà mình cùng chốt đơn chọn hát tướng về chơi xuyên bông giả mang. Rồi, bây lại một cái cây này nữa, Chilin Thái Dương Lai Tướng. Chilin Thái Dương Lai Tướng em có một chậu như thế này, em bán 350.000. Anh chị mình thích sưu tầm mặt bông màu đỏ xưa là xưa này thì anh chị mình có thể chốt cây này về chơi. Cây này thì em xin thông báo với cả nhà nó rất rất là xưa nha. Nó cực kỳ xưa luôn rồi. Cây này em bán 350.000 một cây như thế này, em bao ship. Hiện tại thì lá sau hết mắt và lá đầu thì cả nhà có thể khai thác rất là ok luôn nha cả nhà. Lá đầu đang chuẩn bị đi hai hướng nè, 350.000. Mời cả nhà mình cùng lên đơn. Mã này là mã Chilin Thái Dương Lai Tướng nha cả nhà. Chilin là một cái cây rất là xưa, Thái Dương Lai Tướng cũng là cây rất là xưa luôn và cực kỳ xưa rồi cả nhà. À, em có cái cây này nè. Em có một cái mã 40 này chia sẻ cho cả nhà. Mã 40 này cả nhà sẽ xài được hướng hai lá đầu, và những lá sau cả nhà có thể xài được mắt gạo. 40 này em chia sẻ nguyên một chậu như thế này là 850.000. Thì có những lá nó bị vàng lá như thế này, về cả nhà thay chậu giùm em nha. Và vẫn còn hướng đầu cho cả nhà mình cùng tầm. Cây 40 này hoa rất là to, hoa dao động từ 16 tới 18 xăng luôn. Và đặc biệt cây này có những anh chị gọi nó là 40 lưỡi to nữa cả nhà. Nhưng mà không, em bán thì em chỉ bán bao gồm trong vòng 40 thôi. Và có một số anh chị hay gọi nó là 40 lưỡi to, bởi vì cái lưỡi nó rất là to nha. Em bán nguyên một chậu như thế này 450.000. Lá này hết mắt cả nhà sẽ xài được mắt gạo. Và bên đây vẫn còn một hướng. Có nghĩa cái nguyên một chậu này nó đang đi hai hướng, nhưng mà cái hướng bên tay phải của em đã khai thác hết rồi. Cả nhà chỉ còn xài được hướng bên tay trái của em thôi nha. 40 cam anh chị mình chốt giùm em nha, 850.000 bao ship. Rồi em có một chậu mini của đài. Cây này là mini của đài, tên của nó là Vokachit. Vokachit thì có một chậu như thế này đang đi hai hướng. Em chia sẻ cho cả nhà 350.000. Anh chị nào thích siêu tầm dòng mini mà màu siêu gắt á, thì có thể chơi cây này. Và đặc biệt cái dòng này rất 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 là chi là xuyên bông. Mini này là của đài. Đa số những cái dòng mini đẹp thì chỉ từ Đài Loan mà ra thôi cả nhà. Mini sẽ có rất là nhiều mặt bông luôn. Mini chùm sẽ có nhiều mặt bông. Nhưng mà nói về những cái cây mà màu gọi là có máu đỏ, nè, máu sặc sỡ, thì em nghĩ chỉ có Đài Loan mới sở hữu và mới làm ra được những cái cây mini mà có mặt bông cực kỳ đẹp như thế này. 350.000 cho cái chậu Vokachit. Cả nhà thích siêu tầm thì em mời cả nhà mình cùng chốt nha. Rồi video hôm nay em làm ngắn lẹ thôi cả nhà. Em mời cả nhà mình cùng lên đơn nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn luôn đồng hành và theo dõi kênh YouTube Hoa Lan Như Ý. Hy vọng một ngày nào đó thì anh em cả nhà mình, em và sẽ được tay bắt mặt mừng, sẽ được gặp cả nhà để giao lưu. Và đặc biệt là những anh chị ngoài miền Bắc, hy vọng rằng
ở miền Bắc sẽ có tổ chức những cái hội hoa lan cách ly da cả nhà ha, để mở rộng, để có thể tạo cơ hội cho anh em mình giao lưu. Nói chung kiếm thì miền Bắc em hay thấy tổ chức gì ta, hạt và kiếm, nhưng mà thực sự là không không nói chung là em chưa có cái gì về những cái thứ đó luôn, cho nên là chưa có cơ hội ra. Và hy vọng rằng anh chị mình có thể làm và tổ chức một cái hội về cách ly da cả nhà ha, để anh em mình có thể giao lưu những cái đam mê, và đặc biệt là mình có thể biết tới những cái mảnh đất đó cả nhà ha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Em ấy chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nha. Chào tạm biệt cả nhà nha.